quý vị vâng, nó giống y như là những tên đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc vậy quý vị. Tham nhũng thật nhiều nhưng mà cứ luôn miệng hô hào rằng là chúng tôi là chống tham nhũng tuyệt đối. Bên cạnh đó, trở lại với một thông tin cũng buồn lắm quý vị, liên quan đến Đức Giáo Hoàng Francis. Tờ DL đưa tin vào hôm 7 tháng 12, Đức Giáo Hoàng Francis đang hấp hối sắp chết và Vatican đang chuẩn bị cho một buổi mật nghị hồng y, theo như phóng viên của Tòa Bạch Ốc cho biết. John Chizzy, người phụ trách chuyên mục chính trị của Newsmax TV và phóng viên của Tòa Bạch Ốc cho biết, tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Francis nghiêm trọng đến mức những người thân cận không tin rằng ông sẽ sống qua hết năm sau. Chizzy trích dẫn các liên lạc đáng tin cậy của Vatican cho nguồn tin, bao gồm thư ký của một trong những hồng y quyền lực nhất của Vatican, theo bài báo ngày 7 tháng 12 của ông cho biết. Trên thực tế thì Đức Giáo Hoàng cũng đã trải qua một cuộc phẫu thuật do bệnh viêm túi thừa, một chứng rối loạn của thành ruột kết vào tháng 7, và có vẻ như ở tuổi gần 85, thể chất và có lẽ tinh thần của ông cũng đều không được tốt, theo như Chizzy cho biết. Có một chi tiết rất quan trọng mà nhiều người trong những giờ này đã đánh giá thấp, bỏ qua hoặc là thao túng. Căn bệnh đã tấn công Đức Giáo Hoàng Francis đã trầm trọng và thoái hóa. Nó cũng có thể làm mãn tính. Luis Badolia Morales, người gần gũi với Đức Giáo Hoàng Francis và có nhiều mối quan hệ tốt, chia sẻ trong những ngày đó. Vì cuộc phẫu thuật đó mà ông ấy đã phải nằm lại trong một bệnh viện ở Rome trong 10 ngày, và mặc dù điều chính thức không được đề cập rằng ông ấy đã bị ung thư, nhưng đối với một số bệnh của Đức Giáo Hoàng còn to lớn hơn so với những gì đã được báo cáo. Ông Chizzy cũng nói thêm rằng các quan chức Vatican cũng đã ở trong tuyến đầu trước bậc nghị hồng y và chuẩn bị hậu cần cho việc qua đời của Đức Giáo Hoàng Francis. Bên cạnh đó, bên đây là núi đá, bên kia nhìn thấy chạy cái màu của lên cái miệng nhìn như vậy. Thì mới đây giám đốc điều hành CEO của hãng Pfizer là ông Albert Bourla cho biết vào hôm 7 tháng 12 rằng biến chủng Omicron có vẻ nhẹ hơn so với các biến chủng trước đó, nhưng dường như sự lây lan nhanh hơn và có thể dẫn đến việc xuất hiện nhiều đột biến hơn trong tương lai. Ông cho biết là Pfizer có thể phát triển một loại vaccine nhắm đến Omicron vào tháng 3 của năm 2022, nhưng vẫn chưa rõ liệu có cần thiết phải tiêm một mũi mới hay không. Ông nói rằng sẽ mất vài tuần để xác định liệu các loại vaccine hiện tại có cung cấp đủ khả năng để bảo vệ chống lại biến chủng này hay không. Ông cho hay là hãng Pfizer tự tin rằng thuốc kháng virus ở dạng uống của họ, Paxlovid, sẽ chống lại được Omicron và mọi biến chủng khác của virus đã xuất